Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong hơn một tháng qua. Đập Tam Hiệp đang xả nước khẩn cấp, khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao chóng mặt. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Thượng Hải đã biến thành thành phố trên biển. Đường phố biến thành sông và ở một số khu vực nước ngập tới cả mét. Lái xe giống như đang lái thuyền trên muôn trùng con sóng lớn. Hôm vừa qua, Thượng Hải tiếp tục bị những cơn mưa dữ dội tập kích. Lượng mưa trung bình lên tới hơn 120 mm. Trong buổi sáng cùng ngày, Đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành màu vàng, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng cho tổ hợp mưa xối xả, gió mạnh, sấm sét, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Có cư dân mạng ở Thượng Hải mô tả, mưa lớn ở Thượng Hải giống như bầu trời bị thủng vậy, với tay một cái là hứng được cả một chậu nước rửa mặt. Mưa lớn cộng với mực nước trên sông Dương Tử tăng vọt là mực nước trên sông Hoàng Phố cũng tăng lên nhanh chóng. Hệ thống kiểm soát và thoát nước của Thượng Hải gần như mất hiệu lực nên gây ra ngập lụt khắp thành phố. Một video khác cho thấy quận Từ Hội, một trung tâm của Thượng Hải đã bị ngập lụt và đường phố đều biến thành sông, một số nơi nước ngập đến cả mét. Theo thông tin chính thức, trận hồng thủy lần này trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp và đang tiến về các thành phố ở hạ lưu. Do đập Tam Hiệp xả lũ để tự bảo vệ nên mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử đã tăng vọt. Vũ Hán, Kinh Châu, Ân Thi và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ngập lụt trong các ngày tiếp theo. Hiện tại, trận hồng thủy số 1 của sông Dương Tử vẫn chưa về đến Thượng Hải, nhưng có thể dự đoán là Thượng Hải cũng sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt rất nghiêm trọng. Trước đó trên Internet đã có một cuộc thảo luận sôi nổi rằng năm nay lũ lụt tấn công khiến đập Tam Hiệp nguy cơ trùng trùng. Nếu như con đập bị vỡ, Thượng Hải sẽ biến thành thành phố trên biển. Để cứu vớt thể diện của công trình đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải xả lũ khẩn cấp để cứu đập, nhưng việc này lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho người dân ở các thành phố khu vực phía dưới hạ lưu. Dịch bệnh giờ lại thêm lũ lụt khiến người dân phải chịu nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời. Có cư dân mạng phàn nàn, có vẻ như toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã bị lũ lụt nhấn chìm mà không phải do vỡ đập. Các chuyên gia thì bác bỏ tin đồn và nói rằng con đập không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng ngay cả khi không có vấn đề gì, bị ngập đến nước này thì chính phủ cũng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng chứ. Có cư dân mạng còn chế giễu, lũ không ngập đến Trung Nam Hải là được rồi, đừng làm phiền chủ tịch tập nghỉ ngơi. Thưa quý vị, con đập khổng lồ nằm trên một phần thượng nguồn của sông Dương Tử và giúp ngăn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa khổng lồ, sau đó kiểm soát việc xả nước qua các cửa cống của nó. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175 m, và mùa hè nó dần dần hạ thấp xuống 145 m để nhường chỗ cho nước lũ tràn vào. Nhưng đó không là gì so với khối lượng nước lũ có thể chảy vào đập trong những năm tồi tệ. Phan Xiao, một nhà địa chất Trung Quốc và là nhà phê bình lâu năm về con đập cho biết, một trận mưa lũ lớn sẽ mang đến hơn 244 tỷ mét khối nước, tức là khoảng gấp đôi thể tích của biển chết, có thể đi qua đập Tam Hiệp trong 2 tháng, theo tính toán của Phan. Khả năng chứa của hồ chứa của đập chỉ có thể xử lý khoảng 9% lượng đó. Nó giống như việc sử dụng một chiếc cốc nhỏ để xử lý một bồn nước lớn. Về mặt kiểm soát lũ lụt, chi phí của con đập chắc chắn cao hơn lợi nhuận thu được, ông Phan nói thêm. Đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Tính đến mùa thu năm 2007, đã có hơn 4.700 vụ sạt lở đất ở một số khu vực vách đá và núi dốc, và 1.000 địa phương đã được yêu cầu gia cố hoặc sơ tán. Bắc Kinh đã có chính sách khuyến khích người dân sống ở các khu vực dễ bị tổn thương do sạt lở đất đai di chuyển đến các thành phố khác và đã phân bổ khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ cho việc tái định cư và xây dựng đội quân tiếp viện. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã được thảo luận từ những năm 1950. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra và ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hết sức trái ngược. Từ khi Mao Trạch Đông nhấn mạnh khẩu hiệu nhân định thắng thiên, tuyên bố cải tạo làm sạch sông Hoàng Hà, đến khi Đặng Tiểu Bình nói rằng khởi động dự án có những vấn đề chính trị nhưng không khởi động thì còn nhiều vấn đề chính trị hơn, vì vậy vẫn phải khởi động. Ý kiến của ông Đặng rất rõ ràng,
không chấp nhận ai đó bên ngoài đảng chống lại. Càng nhiều người phản đối, càng phải kiên trì. Dự án đập Tam Hiệp còn được ủng hộ mạnh mẽ và tích cực thúc đẩy bởi hai lực lượng. Một là lực lượng làm điện lực đứng đầu là Thủ tướng Lý Bằng. Hai là Bộ trưởng Thủy lợi Tiền Chính Anh và hệ thống liên quan. Sự hỗ trợ của hai lực lượng này để khởi động dự án Tam Hiệp cho thấy có một nền tảng của lợi ích ngành trong việc hình thành các chính sách. Có một điểm đáng lưu ý, hai nhiệm kỳ ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, xuất thân là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, kỹ sư thủy lợi nhưng ông không một lần đặt chân đến Tam Hiệp. Ông Phan Gia Chanh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của đập Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, cũng là tác giả của quyển sách Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể về giấc mơ khủng khiếp của mình, bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái môi trường. Tại đó, ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ bị can Phan Gia Chanh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo, dẫn đến địa ngục, phải chịu mọi cảnh đau đớn khôn nguôi. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Chanh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo về việc không phù hợp nếu xây dựng đập. Nhưng rồi, được sự giúp đỡ giáo dục của chính quyền, sau đó ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án này. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị. Công trình Tam Hiệp đã hoàn thành với hậu quả xấu nhãn tiền. Theo tác giả Thierry Suyuan, Jamie Debru, Bắc Kinh muốn chơi con bài chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc để thúc đẩy một biểu tượng về quang vinh vĩ đại với một dự án tương đương với Vạn Lý Trường Thành. Sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đòi hỏi phải tăng cường sản xuất điện và khả năng điều hướng tốt hơn dọc theo con sông lớn nhất Trung Quốc. Đó là những lý do được đưa ra trợ dự án đập Tam Hiệp. Các trí thức bất đồng chính kiến đã mạnh mẽ lên án dự án. Người nổi tiếng nhất là nhà báo Dai King, người đã vận động chống lại việc xây dựng con đập từ những năm 1980 trở đi, và cùng với việc phát hành cuốn sách Giấc mơ Dương Tử vào mùa xuân năm 1989, quy tụ 40 nhà khoa học, nhà kinh tế và nhà báo phản đối dự án. Điều này dẫn đến cho ông án tù 10 tháng, bao gồm 6 tháng biệt giam. Tại thời điểm xây đập, một số nhà môi trường cho rằng dự án có thể tiêu tốn tới 75 tỷ đô la Mỹ cho các vấn đề về môi trường. Trên thực tế, sông Dương Tử nhận hơn 1 tỷ tấn nước thải mỗi năm từ hơn 3.000 ngành công nghiệp và công ty khai thác mỏ. Khoảng 50 chất ô nhiễm đã được xác định trong nước của sông, bao gồm nhiều chất độc như chì, thủy ngân, cadmium, chrome, arsen, cyanua và phenol, cũng như các sản phẩm gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy giấy và nông nghiệp, bao gồm nitrat, phosphat và cellulose. Đến năm 2003, chỉ một số nhà máy xử lý nước thải được hoàn thành, và dù chính phủ Trung Quốc đã tiêu tốn 2,55 tỷ đô la Mỹ cho các dự án làm sạch, chất lượng nước vẫn không được cải thiện trên sông Dương Tử. Chất thải đô thị cũng là một phần của 16,6 tỷ tấn chất thải được dòng sông mang theo kể từ năm 1988. Và việc xử lý biển chất thải này sẽ khiến dự án đập Tam Hiệp lỗ nặng. Cố vấn Nhà Trắng Navarro đã từng đề cập về hiện trạng này với câu nói hài hước chua cay: nước, nước rất nhiều nhưng không có giọt nào để uống cả. Vào mùa xuân năm 2011, mặc dù chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận những sai phạm với dự án này, điều kịch tính nhất xảy ra khi Quốc vụ viện do ông Ôn Gia Bảo đứng đầu thừa nhận những vấn đề cấp bách trong một tuyên bố nhằm xoa dịu sự tức giận của công chúng. Vào năm 2010, các kỹ sư đã đề xuất một đợt di dời nữa của hàng trăm nghìn cư dân gần đó và yêu cầu đầu tư nhiều hơn vào việc khôi phục hệ sinh thái. Và lúc đó, Quốc vụ viện Nội các Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cần phải chi thêm 20 tỷ nhân dân tệ hoặc nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề sạt lở đất, ô nhiễm và di dời. Dai King, nhà phê bình lâu năm về dự án cho biết, chính phủ xây một con đập nhưng lại phá hủy một con sông. Nhà phân tích Jonathan Watt viết trên tờ The Guardian vào năm 2011 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các nhà máy xử lý nước, nhưng những người phản đối đập cho rằng con số ấy không thể đủ. Dù chính phủ có nỗ lực như thế nào để giảm bớt rủi ro, thì điều đó cũng là vô ích. Hội đồng nhà nước đang chi nhiều tiền cho dự án hơn là cho việc điều tra đầy đủ. Họ không có sự sẵn sàng thực sự để giải quyết vấn đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy nhiều di sản văn hóa trong thời đại cách mạng văn hóa. Do đó, các nhà lãnh đạo chính quyền này muốn tự coi mình là kiến trúc sư cho một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc thế kỷ 21. Ngay cả khi điều này là quả bom hẹn giờ cho an nguy của người dân Trung Quốc và cho cả sinh mệnh chính trị của đảng cầm quyền này.
Thưa quý vị, khi nhắc đến thiên tai, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến động đất, sóng thần. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, chúng ta hầu như khó có thể chống lại và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu thương vong. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất rất lớn đã xảy ra tại thị trấn Jingshu, huyện Vấn Xuyên, Tứ Xuyên với cường độ 8,0 độ Richter trở lên. Số lượng người thiệt mạng trong trận động đất ở Vấn Xuyên lên tới 69.227 người, thật sự rất bi thảm. Tứ Xuyên luôn là nơi dễ xảy ra động đất. Vân Nam cũng là nơi xảy ra động đất ở Trung Quốc. Biên giới Vân Nam và Tứ Xuyên phụ thuộc vào nhau. Thời xưa nơi đây luôn thường xuyên xảy ra thiên tai. Dù được triều đình coi trọng nhưng vẫn bất lực, trong đó có 8 trận động đất xảy ra làm chết người và bị thương nhiều người, nhưng nó đã xa, bây giờ không có nhiều hồ sơ. 8 trận động đất này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau ở Vân Nam. Theo sử sách ghi lại, nó đã xảy ra một lần ở huyện Di Lăng, Vân Nam cách đây hàng trăm năm. Trước khi động đất xảy ra, hiện tượng rất khác thường trên bầu trời. Ban ngày trời quang mây tạnh, mây mù áp chế khiến cho toàn bộ Di Lăng quận đều bị bóng tối bao vây. Không bao lâu sau, một tiếng sấm rền vang lên từ phía tây nam. Lúc đó người dân không hề hay biết về thiên tai sắp xảy ra. Khi trận động đất xảy ra, nhiều người đã mất mạng trong trận động đất kinh hoàng. Các trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên cũng xảy ra ở Yongsheng và Guixi ở Vân Nam. Hai trận động đất xảy ra cách nhau vài thập kỷ, mỗi trận đều gây thương vong nghiêm trọng. Theo ghi chép, số người bị chết ở Yongsheng lên tới vài nghìn người. Dân số thời cổ đại không lớn, thương vong như vậy là rất nghiêm trọng. Trận động đất không kết thúc ở đó và các dư chấn sẽ được nghe thấy trong vòng vài ngày tới, khiến mọi người tái mặt. Không chỉ gia đình bị phá hủy mà lương thực, hoa màu và nguồn tài chính về cơ bản bị phá hủy. Một số thị trấn cũng bị ảnh hưởng và tai nạn sập tường thành đã xảy ra. Vào thời Khang Hy cũng có một trận động đất lớn với cường độ tương tự, với số người chết lên tới khoảng 3.000 người. Điều này đã làm dấy lên sự chú ý của toàn bộ triều đình và dân chúng. Vị trí xảy ra vụ việc nằm ở phía nam huyện Mizu, tỉnh Vân Nam, cũng là nơi có nhiều sông ngòi. Nước sông bị mất nhanh do ảnh hưởng của trận động đất, thiệt hại kinh tế đất đai cũng rất lớn. Một nơi khác cũng xảy ra vào thời nhà Thanh, Jinjupu, Dangchuan, Vân Nam. Diện tích Jinjupu tương đối rộng, có nhiều người sinh sống gần đó. Thời điểm động đất xảy ra, thế giới quay cuồng. Những người nông dân đang làm ruộng không thể đứng vững dưới chân. Người trong nhà thì không may mắn như vậy, suýt chút nữa đã bị khúc gỗ cắt ngang đè chết. Vào thời điểm đó, Junipo cũng là một mỏ tương đối quan trọng trong nhà Thanh. Có vô số công nhân đang khai thác, lối vào của mỏ bị chặn bởi đá sập, tất cả những người bên trong đều bị chết và không thể thoát ra ngoài. Năm 1789, một trận động đất xảy ra gần hồ Fujian ở Vân Nam, cường độ của trận động đất cũng trên 7 độ Richter, gần như không thua gì trận động đất ở Vấn Xuyên. Hầu như những người bị ảnh hưởng là các ngôi làng gần Fujian. Ngoài thương vong, một số gia cầm thuần hóa cũng bị tiêu hủy. Với trận động đất và lũ quét, nhiều thứ bị cuốn trôi vào sông hồ cùng với dòng chảy. Vào giữa mùa hè năm 1799, bầu trời của Bao Siêu đột nhiên trở nên rất tối và không lâu sau toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Các tòa nhà gần Bao Siêu đã bị phá hủy. Trận động đất kéo dài không lâu thì vài ngày sau lại xảy ra một trận động đất lớn khác, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Thiệt hại do trận động đất gây ra không chỉ khiến nhà cửa bị sập mà nhiều vùng đất nông nghiệp cũng bị nứt do động đất. Trong 8 trận động đất ít được biết đến, trận động đất mạnh nhất là vào thời Đang Quao. Thang động đất lên tới 8 độ Richter, nó xảy ra ở khu vực Jianglin của sông Minh, Vân Nam và kéo dài trong một thời gian dài, giữa ngày và đêm gần như không bị gián đoạn. Khoảng thời gian gần nhất là sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập ở một nơi gọi là huyện Thông Hải ở Vân Nam. Chủ online cũng rất quan tâm, ngay trong Tết Nguyên đán, ông sẽ triệu tập một cuộc họp để giám sát và giải quyết vấn đề dự báo động đất. Quý vị thân mến, đi cùng với sự phát triển của thời đại, nhiều công nghệ đã được phát triển có thể dự đoán trước động đất, có thể phát hiện trước gần như trong vài giây. Cùng với việc truyền tải thông tin nhanh chóng, con người có thể tránh được thương vong ở mức độ lớn nhất. Chúng tôi tin rằng những mặt hạn chế do các trận động đất trước mang lại sẽ dần được khắc phục. Thiên tai là yếu tố không thể nào cưỡng lại được. Khi gặp động đất, phải sơ tán nhanh chóng, có trật tự hoặc tìm nơi ẩn nấp. Vừa rồi là thông tin cuối cho bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!